Hôm nay Đen sẽ cùng với lại mấy bạn nhỏ sẽ làm một cái video clip là vòng quay ẩm thực. Đây, mượn ơi Dũng, cho anh mượn ơi. Đây là vòng quay nè, sẽ có những món là tôm tít nè. Rồi, nói chung là mọi người xem ở trên màn hình nè. Đó, gồm những món này và thể lệ là bạn nào quay trúng cái gì thì sẽ ăn món đó. Nha. Mấy đứa có đứa nào ăn được tôm tít không? Em ăn được tôm tít hết luôn đúng không? Tất nhiên. Ăn được trứng với lại dưa leo không? Được hết luôn đúng không? Ăn được tôm này luộc đúng không? Dạ. Còn món tôm sống rồi, rồi món này là tôm tái chanh rồi nè. Nó gọi là nửa sống nửa chín, tái tái á. Đứa nào ăn không được không? Em ăn không được. Ăn không được là lát nữa đứa nào quay trúng cái đó mà ăn không được là bỏ cuộc nha. Không. Bỏ cuộc là dừng cuộc chơi á. Không. Cho nó là mình trâu luôn á. Thắng hả? Thắng thì được ăn. Mình sẽ ăn hết đống này. Và còn bạn nhỏ nào cuối cùng ăn ăn còn lại cuối cùng á, là người ăn cuối cùng á, thì sẽ được một phần thưởng là 20k. Đó, ví dụ mà mình chơi tới cuối cùng rồi bạn nào cũng ăn hết đồ ăn luôn thì sẽ là bưng tiếng sùm nó chọn ra người thắng cuộc, ai thắng cuộc là được 20k, ok không? Chơi ham. Trước khi cho mấy bạn nhỏ ăn thì Điên thì sẽ thử trước từng món nha. Đầu tiên là trứng cút nè. Anh sẽ ăn trước. Ăn trước xem thử là đồ ăn nó như nào. Ok thì mấy đứa ăn. Đây là dưa leo. Rồi nhìn hả? Trứng cút béo. Trứng cút thì béo lắm, nhìn hướng á. Đây là tôm nè. Tôm lát nữa đứa nào ăn không được vỏ thì lột vỏ bỏ nha. Còn đứa nào ăn được vỏ thì ăn luôn. Ăn nhanh đi hả? Bây giờ ăn thử trước coi thử món nào ăn. Mình ăn ăn được thêm không? Rồi, hai món rồi nha. Bây giờ sẽ là làm thử món tôm tái chanh. Hả? Tái luôn nè. Ở đây thì Đen sẽ chấm thêm mù tạt. Đó, Đen thì ăn được mù tạt cho nên Đen sẽ tấm chấm mù tạt. Còn mấy đứa nào ăn không được thì không chấm nha. Ok. Còn ăn được thì cứ chấm, thoải mái. Mù tạt là không bắt buộc. Đó, nè mọi người. Tôm ngọt lắm. Tôm này nè. Ngọt cực kỳ luôn. Thịt ngọt lắm. Lát nữa đứa nào quay chúng ăn thử đi cho biết. Ngọt lắm nha, béo ngon lắm. Bây giờ là tôm tít. Nè. Đó, cái này là nguyên một con luôn thì Đen sẽ lột ra. Đây là mọi người, Đen mới vừa lột con tôm tít ra nè, thì bây giờ Đen sẽ ăn thử. Cho cảm nhận coi. Ngon. Ngon. Thì tôm tít ngon ngọt lắm. Nói chung là đồ tươi sống á, mình bắt đầu mình làm lên thì mới làm đây cho nên là thịt nó ngọt ngon lắm. Nãy giờ anh ăn xong hết rồi, bây giờ mấy đứa nào thèm cho? Thèm rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là vòng quay may mắn. Nha. Mình sẽ đi bắt đầu từ bên hông trước xong rồi qua bên bạn cuối cùng này. Nha. Đây là mọi người, đi sẽ quay thử nha, vòng quay may mắn. Ồ, nếu quay gì đây là lúc nào nó nghiêng nghiêng đây nè, nó cũng gì tâm tích hết đó. Bây giờ sẽ đỡ thắng gì đây. Đó, quay đây thì sẽ công bằng hơn. Nha. Rồi, quay thử được rồi nè, đó. Bây giờ bé quay ơi. Người quay đầu tiên.
tôm tích. Tôm tích. Ờ, tôm tích. Thôi nữa nha, hồi nãy muốn ăn tôm tích rồi được ăn tôm tích luôn á. Đó, ăn ở may mắn mà. Ăn cắt cho. Rồi, đây. Ừ. Kéo nguyên cái đường thịt á, đường thịt ở dưới đó, bé ăn đường thịt dưới á. Còn. Còn đúng không? Thịt ngọt đúng không? Nãy anh ăn thử anh biết mà. Để không? Để đứa theo người theo chứ. Rồi bây giờ tao đứa tiếp theo nè. Vậy nha. Từ từ từ, anh đọc. Bây giờ tới lượt bạn tiếp theo. Trứng cút và dưa leo. Rồi, làm miếng trứng cút với lại dưa leo. Thân ha. Thêm miếng dưa leo nữa nha, một miếng xong á. Lựa cái miếng bộ vào. Rồi. Tiếp theo. Rồi, bây giờ bạn tiếp theo. Vô vô. Tôm sống. Tôm sống. Mày tới xứ rồi. Thử nha, ngọt lắm, ngon lắm. Ăn bò tạc luôn hả? Ăn được không? Được ha? Không. 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 Chạy nước quá. Chạy nước quá rồi, chạy nước quá rồi. Nhưng mà ngon đúng không? Ngon không? Bơ. Ngon thiệt không? Nước quá. Nước mắm, nước muối. Ừ, bây giờ tới Dũng ơi. Ờ, Dũng quay được trứng cút và dưa leo. Trứng cút vô leo. Dạ. Ừ, xong rồi, bây giờ tới bạn tiếp theo. Quay này là nhân phẩm nha, tôm sống tiếp. Ờ, là miếng tôm sống ơi. Cháu thử miếng bột tạc luôn ha. Sao? Nhá. Bơ mùi xẻ. Thì có xẻ mà, có xẻ cho nó bớt mùi mùi, nhưng mà tôm ngọt ha, tôm sống ngọt dai đúng không? Dạ. Ngon. Nãy nè, thấy ngon mà. Dạ, ừ, bây giờ bạn tiếp theo. Trứng cút vô leo. Tiếp. Nãy giờ trứng cút vô leo với lại tôm sống nhiều quá. Em có thằng đau tim quá. Bạn hơn lại. Quỳ mạnh nha, coi trúng cái gì nha. Trúng gì, trúng gì. Trúng cút dưa leo. Trúng cút dưa leo. Em né cái món. Nãy giờ tôm tích có mỗi mình bạn Hân ăn trước rồi nè. Tôm, tôm này cũng chưa ai ăn luôn đúng không? Dạ chưa. Trứng béo hàm. Ăn trứng màu ớn. Ăn đi leo chưa hả? Ăn trứng màu ớn. Bỏ cuộc không? Không. Dở gì bỏ cuộc. Thấy không? Ờ, bạn tiếp theo. Quay lại, quay lại, quay chưa được vòng, bỏ. Trứng cút dưa leo nữa. Cái gì đây? Que luộc. Que luộc, tròn cái chữ que luộc nó chút xíu đây mà cũng quay trúng. Hên, này hên hay xui đây? Hên. Hên hay xui? Hên, khỏi ăn, khỏi no. Nhỏ. Trứng cút dưa leo tiếp. Ủa, cái món này có vị đắt khách nè. Nãy giờ mang được trứng cút dưa leo cho chưa đúng không? Hồi nãy là ăn tôm sống, còn mà giờ trứng cút dưa leo. Chảy nước mắt luôn. Ờ, đây. Tôm chín. Ô Dũng mở hàng muốn tôm chín luôn á. Ăn bồ tạc luôn hả? Không. Nghe nó giòn không? Giòn ngon mà. Rồi, chảy nước mắt. Bồ tạc cay không? Vậy chấm thêm. Ha. Cay mẹ quay mùi. Chạy nó nồng lắm á. Bơ một cái. Thì nó ăn cái gì vậy? Rồi bây giờ tới bạn tiếp theo nè. Tôm chín. Ồ Dũng mở hàng cũng hơi đi chứ. Mới giờ tôm chín xong giờ tiếp theo là tôm chín luôn. Giúp wasabi luôn ha, bồ tạc luôn ha. Ăn wasabi. Ăn đẹp. Không chấm chấm cá không ăn. Đúng rồi. Thành gương mặt chuẩn bị khóc rồi. Bình thường đúng không? Này mình mụt.
Ngon đúng không? Bay một cái. Rồi bây giờ tới bạn cuối cùng. Ngoài đây. Thiên ơi thiên. Dính gì đây? Dính gì đây? Tôm tít. Trời ơi, nãy giờ mới có một người ăn món tôm tít thứ hai á. Cái kéo rồi đưa anh khác. Bay một người. Ok anh các bạn, cùng ăn nha. Nó quá nhỏ sao tới đây. Anh đi à? Chờ anh nhổ rồng. Có chấm nhiều quá. Nhổ rồng. Để anh nhổ. Có chừng nhờ, có chừng anh nó đậm nha. Có chừng nhỏ nó đậm. Thịt ngon. Béo béo. Ngọt. Thịt nãy anh ăn cũng thấy ngọt mà. Rồi bây giờ tao bé nè, quay nha. Rồi đây nha. Còn trứng cút dừa leo. Cút dừa leo. Nữa à. Nữa đó. Ngon à, mà. Trứng cút dừa leo đó. Đó là đặc hàng nhất thế giới không? Ớn rồi sao lựa trứng nhỏ nhất ăn hả? Anh nhìn dừa leo luôn không? Anh mời cái dừa leo nữa nha. Mà ớn. Tâm chín rồi nha. Để không? Để không? Đó, mấy đứa ăn thấy ngon không? Mọi người thấy video của Đen hay thì nhớ bấm like video và đăng ký kênh nha. Nếu thấy thích thì mọi người share video của Đen cho bạn bè cùng biết luôn ha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Bây giờ tới bạn tiếp theo. Rồi giống gì đây? Ừ, trứng cút dưa leo nha. Đặc sản gì? Món này đặc sắc. Trứng heo. Dạ ơi. Cái món này là món gây ớn nhất nè. Ủa không? Không, nhưng mà em đâu thấy ớn mà. Không, không thấy ớn hả? Ăn bún. Trời, món nó béo mà. Giờ không, em đâu thấy béo mà bình thường mà. Lộn ăn một trứng. Rồi, giờ bạn tiếp theo nha. Ăn ba người chưa? Rồi, tới nay giờ ăn được chứ nào luôn á. Trứng cút vô leo tiếp cho mọi người. Ủa sao nhanh đi? Đắt này. Món đắt khách mà mọi người. Món cút leo vô ba nha. Cứ ăn từ từ thôi, đừng nôn nha. Nôn coi nghẹn đó. Mời các bạn trong camera nè, cho mời các bạn nhìn anh chơi. Tiếp tục, Dũng. Tôm sống. Tôm sống nha mọi người. Tôm sống. Chấm một tạt không? Chấm một tạt luôn đúng không? Không. Nãy giờ chưa ăn luôn. Nhưng mà nãy giờ tôi muốn miếng cái món đó ra nhất. Giỡn thôi. Giỡn thôi. Giỡn nữa đi. Chạy. Mới quậy lên. Chắc hồi nãy là chấm không trúng mùi tẹt này. Bây giờ chấm trúng mùi tẹt rồi vậy. Chạy nước mắt rồi kìa. Nãy nồng lên lỗ mũi đẻ đúng không? Nhưng mà ăn phê không? Đẻ đúng không? Nãy mới quậy lên luôn. Bây giờ bạn này tới lượt bạn Long. Long. Tới lượt Long nha mọi người. Tôm sống. Tôm sống nha. Quốc ăn em tôm. Nhớ tôm sống ơi. Cái dán chấm một tạt không? Chú. Chú con nhỏ. Chú con nhỏ. Nồng lên nó muối nè. Ủa. Nó nồng lên nó muối. Nồng. Nồng không? Anh thấy ăn mù tạt được là ăn ngon lắm á. Chấm mù tạt được kiểu nó gia vị nó ngon hơn. Nó không có bị lạc. Rồi, qua bạn tiếp theo. Bạn Nhật. Tôm sống. Tôm sống. Tôm sống. Ngay miếp luôn nha. Tôm sống. Đó là tôm sống. Rồi làm phép tôm sống ngon. Chấm không? Không hả? Không, vậy ăn không thôi. Ồ nãy giờ bạn này là ăn được ăn tôm sống được mấy lần rồi? Một lần. Là một lần duy nhất đây á hả? Lần đầu tiên á. Chưa ăn lần. Vậy cảm giác sao? Ăn được tất cả các món chua. Chua một ngọt, hồi nãy anh ăn cũng thấy vậy. Ồ vậy là em ăn được các món luôn rồi hả? Cái này. À vậy là tôm chín chưa ăn đúng không? Nãy giờ có bạn nào ăn được hết tất cả các món chưa? Chưa hả? Em ăn được món gì? Em ăn. Em chưa ăn. Vậy là chưa bạn nào ăn được hết 4 món. Yes. Đúng không? Yes. Ok. Vậy ráng cố gắng nha. Bạn nào ăn được 3 món rồi? Rồi. Em Dũng. 3 món rồi.
Rồi em ăn được ba món chưa? Hai. Em ăn được ba món chưa? Chưa. Được ba món chưa? Hai món rồi hả? Vậy là em cũng chưa được ba món. Rồi vậy cố gắng nha, cố gắng ăn được hết bốn món luôn nha. Hơn 20 phút thì mình đã có hai món bị loại bỏ là món tôm tít và món kia là món tôm sống. Thì bây giờ tôm tít anh sẽ bỏ nha, tôm sống cũng bỏ luôn. Bây giờ bạn nào quay trúng tôm sống thì sẽ lấy trứng cút dưa leo, còn bạn nào mà quay trúng tôm tít thì sẽ ăn tôm chín nha. Đó, bây giờ tôm sống, bạn nào quay trúng tôm sống thì ăn trứng cút dưa leo, quay trúng tôm tít thì ăn tôm chín. Rồi mình sẽ tiếp tục. Rồi để nắp lại giùm anh ơi. Thằng bé ơi, trứng cút dưa leo. Rồi trứng cút dưa leo. Cái món này là món ớn nhất này đúng không? Thì nó béo nhất mà. Heo ơi, tôm sống thì thành trứng cút dưa leo luôn. Rồi may mà mình còn hai trứng nữa là coi như là gạch bỏ trứng cút dưa leo, là còn tôm chín không á. Món gì đây? Đây là chuyển qua là thành tôm chín nha. Rồi tôm chín ơi, bốn món rồi á. Chấm thử với bồ tạc không? Dũng ơi, Dũng là chuyển qua thành tôm chín, làm tôm chín luôn. Chấm một thẹt không? Đây là tôm chín luôn. Ồ, bắt đầu tôm chín với lại chân cút có vị phát huy rồi ạ. Rồi giờ bạn tiếp theo. Chân cút vô leo. Bé là tôm chín. Bé chấm bồ tạc đúng không? Không. Tôm sống không có bồ tạc. Tôm sống. Lột đầu hả? Không biết ăn chấm như là lột hết ra luôn. Lột không được. Quay ra nữa. Em bắt đầu em lột không được. Xin lỗi nhanh được. Không. Rồi mình quay trúng tôm sống thì sẽ đổi thành trứng cút dưa leo và bắt đầu hết trứng cút dưa leo luôn. Thôi bây giờ hết trứng cút rồi, chia dưa leo ăn ơi. Mọi người ơi, bây giờ là cái vòng quay là quay hết chỉ còn một cái món tôm chín thôi. Mà các bạn nhỏ thì chưa, bạn nào bỏ cuộc hết giờ sao đây mọi người? Giờ mình sẽ xử sao? Chia đúng không? Ừ. Rồi bây giờ chia là phải chia cho đều, hồi nãy tới đứa nào bỏ vô biết. Đấy. Chia cho đều, nãy tới đứa nào? Em rào em. Rồi bây giờ tới heo ơi, bắt đầu từ heo, heo ăn trước. Heo ăn trước ơi. Nhai giỏ luôn hả? Nhai được không ạ? Tao phiên bò ơi. Mất bao nhiêu? Ừ. Xấu ha. Giỏi mà. Rồi tao phiên Dũng ơi. Mấy đứa con mẹ gì không mà. Rồi tao phiên Long ơi. Long có bốn. Ừ, tao bạn này. Còn hai con. Ừ, các bạn. Bỏ xuống. Chứ đứng vô. Rồi, ngược lại tới bé ơi. Ôi ta mà. Gì không vậy? Ừ. Thôi em ơi. Hết luôn. Rồi kết thúc lại là bây giờ hết tôm, hết đồ ăn. Không còn gì hết.
mà chưa có bạn nào bỏ cuộc luôn. Bây giờ sao? Bây giờ sao? 4 tiếng sùm đúng không? À, bây giờ 4 tiếng sùm. Bạn nào thắng sẽ nhận được 20k. Hô hào lên chứ bây giờ ai cũng thắng rồi sao mà buồn rầu ấy. Hô hào lên. Vâng, bây giờ ai cũng thắng cuộc hết, bây giờ mình bơm miếng sầm đi để tìm ra ai là chủ nhân của phần thưởng 20.000 này nha. À, bơm miếng sầm đi. Ủa, ba búa, à, búa thắng, vậy còn lại ba người. Rồi, bé thua, à, bây giờ còn hai kia cuối cùng. Ai thắng? Kéo còn vốn bao họ bây giờ cái bao bao cái kéo hay là cái kéo cắt cái bao hả? Rồi vậy là Long thắng đúng không? Đây phần thưởng 20.000 sao thấy vui không? Dũng thấy vui không? Bây giờ mình sẽ dẹp hết đống này nha và cũng kết thúc video luôn. Bye bye mọi người. Mọi người xem video của Đen đến thứ hai thì nhớ bấm đăng ký kênh và like video của Đen nha. Chia sẻ video giúp Đen để kênh của Đen phát triển hơn nữa nha. Cảm ơn mọi người.